gửi tới quý khán thính giả bài thơ Đất nước tôi, tác giả Thúy Hành. Kính tặng anh Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vũ Đức Đam, qua giọng đọc của nghệ sĩ Phạm Tuyên. Đất nước tôi tuy nhỏ mà hùng cường, ý chí một lòng được anh chỉ đạo. Giặc Covid ào ào như vũ bão, nắm tay nhau cùng chung sức ra quân. Chiến sĩ áo trắng áo xanh cùng toàn dân, được nhắc nhở từng giờ từng phút. Trên điện thoại và thời sự luôn gấp rút, nhắc toàn dân đoàn kết chung lòng. Nét mặt của anh quả quyết luôn mong, mọi người dân chung tay và đoàn kết. Qua truyền hình nhìn anh sao kể hết, lương thực cho dân luôn tiếp ứng sẵn sàng. Chén lấn mua hàng dân đừng hoang mang, chỉ là chút mông lung trong phút chốc. Giặc Covid ào ào như bão lốc, mếu mẹo kiên cường giặc lùi bước bao phen. Chỉ đạo của anh diệt giặc còn lo toan, cho đàn em học tầm xa và trực tuyến. Từ trẻ đến già tấm anh lưu luyến, cho tình người cho tình thương người ngoại quốc gặp Covid. Ôi trái tim anh mong ước những gì, đất nước nghèo nhưng đầy ý chí, dân tộc ngàn năm lịch sử như ý, cùng bên nhau khát vọng trời Việt Nam. Đất nước con người trong tâm luôn mang chân thiện nhẫn đi vào tiềm thức. Giặc Covid hoàng hồn tự lùi bước, ôi Việt Nam tuy nhỏ mà quật cường.